Bầu không khí ngay phía trước sân vận động Jeonju lúc này có thể nói là rất tuyệt vời, thậm chí là còn tuyệt vời hơn so với trận đấu đầu tiên chúng ta gặp U20 New Zealand. Ngày hôm nay là Chủ nhật nên người lao động, người đang làm việc ở Hàn Quốc hay là các du học sinh thì họ đang tập trung đổ dồn về sân vận động Jeonju để cổ vũ cho đội tuyển U20 Việt Nam. Có cảm giác như là tất cả những người Việt Nam đang có mặt tại Hàn Quốc ngày hôm nay đều đã tập trung ở Jeonju. Và đâu đó thì tôi thấy có những quầy để phát những vật phẩm cổ vũ cho đội tuyển U20 Việt Nam. Đây là một trong những công tác khích lệ tinh thần rất tốt. Ở đây thì các cổ động viên sẽ được phát những cái bong bóng hơi và tạo ra âm thanh. Vâng. Quang cảnh ở phía trước sân vận động Jeonju, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng. Ước lượng của tôi thì ngày hôm nay chắc chắn là sẽ có khoảng hơn 10.000 cổ động viên Việt Nam đến để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Tuấn. Chúng ta có thể thắng, chúng ta có thể hòa hoặc thua, nhưng tinh thần thi đấu luôn hết mình, luôn ra sân với hơn 100% những gì đã chuẩn bị. Đó là điều mà thầy trò huấn luyện viên Hoàng Tuấn sẽ thực hiện ở trong trận này để không phụ lòng các cổ động viên đến sân cổ vũ trực tiếp họ và không phụ lòng hàng triệu cổ động viên Việt Nam đang có mặt ở nhà. Tôi là Tuấn Anh, phóng viên báo Thanh Niên đang tác nghiệp tại Hàn Quốc.